Chào thầy ạ. Tiến sẽ muốn đúng không? Ôi, đúng là thầy báo khác. Thầy cái gì thầy chẳng biết. Qua đây. Thầy xem giúp con một quẻ. Chứ đầu lượt đi con đánh cũng ok. Sao cứ bị toan toan á thầy ạ? Đưa tay đây. Mấy đứa tụi con có căn. Căn tốt đấy. Đầu búa như rồng như hổ này. Hay. Phải khen. Logo con chim chim con cơ à? Bị gì này nắp cho 32 này. Chuẩn. Gặp Sài Gòn Phantom thì như con gặp bố luôn. Không cãi được luôn. Tâm lý thi đấu kém. Thua một trận ấy là cả đội loạn tung phèo hết cả lên. Ôi, thầy đánh. Tuần sau có trận tâm điểm với VGaming à. Đối thủ của con ấy mạnh đấy. Súp bọt thì não to à. Xạ thủ lại bắn được. Mít thì tay khỏe. Mà cái nghiệp của con á thì hơi nặng. Vận con khó giữ. Phải lăng trận này thua con ạ. Thầy chắc chưa? Tao là thầy mà. Thầy coi lại đi. Con đi nhé. À, chào các em. Đánh giải quen các hướng chưa? Cuối lượt đi, có tiến bộ đó, có lời khen nha. Còn trẻ đánh gì quá ok rồi đó. Anh xin bách già mà cũng ok. Già mà đam to. Nói chung là gặp Vigamin gỡ được một trái. Còn gặp STB ăn ba trái nha em. Có gì đâu phải buồn. Em với anh Bách ấy, cứ đánh đi. Đến được đâu thì đến. Mùa này không được thì mùa sau mình gỡ lại. Sao anh tốt với em quá vậy? Thì em anh Bách cũng là em anh. Mà anh cũng là em anh Bách. Mà anh Bách thì lại là anh. Để anh cho em bài thơ. Đánh cho để dài tóc đen răng. Đánh cho nó trích luôn bất phản. Đánh cho nó tiến giáp bất hoàn.